À, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi chiều tối của ngày 22 tháng 1. Thì đến clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ cũng có sưu tầm được vài sản phẩm rất là đẹp, độc và lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho xin một like và đăng ký kênh nha. Hôm nay là có hai cái sản phẩm rất là độc lạ. Đó, nồi đồng, chậu đồng, hai con rồng ngậm hai cái quả trâu khác nhau và một cặp rồng rất là to lớn sẽ có trong video hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình. Và xem được trực tiếp cho xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn lên những sản phẩm tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình. Đó là mã số 1 cho ngày hôm nay, là giới thiệu với cả nhà mình có sưu tầm được hai cái sản phẩm rất độc lạ nha, mang tính chất sưu tầm phong thủy ha. Hai cái này rất là độc lạ thì trong mã số 1 ngày hôm nay. Đó, đây em gọi đèn cho cả nhà mình xem ha. Đây, khi mình gọi đèn vào thì đây cả nhà mình xem ha, rất là đẹp nha. Đó, cái này chỉ mang tính chất siêu tầm thôi, phong thủy ha, mang lại may mắn tài lộc nha. Đó, đây là giống như là hàng mỹ nghệ, rất là độc lạ. Đó, hai sản phẩm này rất là đẹp. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay, rất là độc lạ luôn nha. Cái này thì tổng trọng lượng là khoảng nửa ký thôi, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 19 cm, rồi bề ngang là 4 cm. Và mã số 1 của ngày hôm nay có giá giao lưu cả nhà mình hai cái sản phẩm này là 3 triệu đồng cho sản phẩm mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là hai sản phẩm cũng hàng mỹ nghệ ha, rất là đẹp nha, đẹp độc và lạ, thì chỉ mang tính chất siêu tầm phong thủy thôi nha. Đây là mã số 2 trong video ngày hôm nay, chiều cao tổng thể là có khoảng là 12 cm, rồi bề ngang tổng thể là 8 cm. Ở đây em gọi đèn cho cả nhà xem ha, cái này mà khi mình gọi đèn vào rất là đẹp nha. Đó, đó. Và hai cái sản phẩm này cũng có giá giao lưu với mình là cũng có giá giao lưu với mình là 3 triệu đồng cho hai cái như thế này, tính chỉ mang tính chất siêu tầm thôi, phong thủy ha, rất là đẹp, để chiêu tài hút lộc mình làm cái đôn nhỏ để lên trưng bày rất là độc lạ nha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 13 cm, rồi bề ngang là 8 cm. Đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 của ngày hôm nay thì hôm nay bên em còn được có về được một con rồng nha, chuẩn bị cho năm 2024 của mình sắp tới ha. Thì hôm nay bên em cũng có sưu tầm được một sản phẩm về rồng rất là hay để quay lên gửi đến cả nhà mình. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đây là một con rồng ha. Đây cả nhà mình xem đây, một con rồng nhả ra một quả trâu màu đỏ, rất là đẹp. Tác phẩm này tổng trọng lượng của một cái con như thế này là khoảng là 7,2 kg. Đây để em quay gần lên cho mình xem ha, mình tiện theo dõi nha. Đây là một con rồng nhả ra một cái viên ngọc màu đỏ, rất là đẹp. Và tổng trọng lượng của tác phẩm này tới 7,2 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây, đây là mã số 3 có trong video hôm nay. Con này cũng rất là cao nha. Bên đây là hình ảnh, bên là một cái thỏi vàng rất là to đây. Đó, quay một vòng cho mình xem ha. Đây là mã số 3 trong video hôm nay, rồng nhả ra một viên châu màu đỏ. Và chiều cao tổng thể của tác phẩm này 40 cm. Ở đây cả nhà xem ha, 40. Bề ngang là có khoảng là 24 cm, chất liệu bằng đồng. Và con này có giá giao lưu với mình là một con như thế này, đó là có giá giao lưu mình là 3.600.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha, 3.600.000 cho mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 cũng còn được một con luôn, nhưng mà con này nhả ra một quả trâu màu xanh, rất là đẹp. Đây cái này em xem ha, nhả ra một quả trâu màu xanh rất đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 7,8 kg và chiều cao tổng thể 40 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và cũng có giá giao lưu với mình là 3.600.000 luôn. Một con nhả ra một quả trâu màu xanh, một con nhả ra một quả trâu màu đỏ. Rồi mình có
có nhu cầu sưu tầm con nào thì báo em ha. Ở đây là mã số 4 có trong video hôm nay, đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Rồi mã số 5 trong video hôm nay đây là một con rồng, rồng ôm quả địa cầu, chất liệu bằng đồng. Thì đây là mã số 5, thì tổng trọng lượng của tác phẩm này là khoảng là 11 kg, và bề ngang tổng thể là có khoảng là 36, rồi chiều cao tổng thể là 31, chất liệu bằng đồng. Và con này ở mã số 5 thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 3,5 triệu, 3,5 triệu cho một con như thế này ha, một con rồng ôm một quả trâu nha, rất là to. Ở đây cả nhà mình xem ha, rồng ôm trâu chất liệu bằng đồng. Đây mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì bên em còn được một đàn trâu nha, chất liệu bằng đồng, bao gồm nguyên một cái gia đình trâu nha. Thì chất liệu thì được làm bằng đồng. Đây cái này mình xem đây, quay một vòng mình xem ha, nguyên một đàn trâu. Đó, có tổng dung lượng khoảng 4 kg, và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 236 cm, rồi chiều cao là 20, chất liệu vận động. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một đàn trâu như thế này, có giá giao lưu mình là 2,4 triệu nha, 2,4 triệu. Mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì mã đáo thành công, hôm nay còn được một bộ tượng đồng bát mã. Mã số 7, mã đáo thành công, 8 con ngựa ha, phi nước đại về trước nha. Đây cái này mình xem đây, ở quay bên hông cho mình xem ha, có tổng trọng lượng là khoảng 11,5 kg, chất liệu bằng đồng, 8 con ngựa. Đó, 8 con ngựa đang phi nước đại về trước ha, rất là đẹp. Mã đáo thành công, và tác phẩm này cho mã số 7 có giá giao lưu cả nhà mình 5,5 triệu, 5,5 triệu cho mã số 7. Đây là một bộ tượng bát mã ha, hay còn gọi là mã đáo thành công nha. Đây mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay em còn được 2 con cá ngân lông đây. Thì hai con này là 2 mẫu khác nhau, cái này em cùng xem ha. Một con thì được mạ vàng, và một con thì giữ nguyên màu đồng cũ ha, mình thích mẫu nào thì lấy mẫu đó. Mã số 8 này thì có hai con kích cỡ đều bằng nhau, mỗi con tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 3,5 kg, chất liệu bằng đồng, và chiều dài mỗi con là 39-40 cm, chiều cao mỗi con là tổng khoảng là 19-20, chất liệu bằng đồng. Ở đây cái này mình xem ha. Đó, bên này mỗi một con có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu cho một con cá kim long ha, chất liệu bằng đồng. Một con thì bên đây mạ vàng, một con giữ nguyên màu đồng cũ, đang nằm trên gậy như ý, rất là đẹp. Thì cả nhà mình có thích sưu tầm mẫu nào thì báo em mẫu đó ha, bao gồm có hai con như thế này. Đây là mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 trong video của chiều tối ngày hôm nay thì còn được một tượng Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây bồ đề, chất liệu bằng đồng. Và tượng này là mã số 9, có tổng trọng lượng là 8 kg, rồi chiều cao của tượng là lên là 30 cm, bề ngang tượng là tầm khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này là 3,5 triệu, 3,5 triệu cho Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây bồ đề. Thì cả nhà mình có thích, có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ em ha. Ở đây cả nhà mình xem đây, rất là đẹp nha. Đây là mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay thì còn được tượng quản gia. Đó, quản gia giữ tiền, chất liệu bằng đồng. Thì mã số 10 tổng trọng lượng là 3,1 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 29-30, bề ngang là 13, bề ngang là có khoảng dưới chân là có khoảng 11, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình đó, ông này là có giá giao lưu của mình là 1,8 triệu, bao luôn phí ship toàn quốc ha. Ở đây cả nhà mình xem đây, quản gia ha, đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là hai tượng đồng công giáo, tượng mẹ chắp tay và mẹ sờ tay. Thì
hai mẫu tượng này chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng của hai mẫu này là khoảng 5 kg 2, và chiều cao của mỗi tượng là tầm khoảng là gần 40 ở 39 gần 40 cm. Rồi bề ngang là 13, chất liệu bằng đồng, và có giá giao lưu với cả nhà mình hai tượng như thế này là 4 triệu đồng, bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha, 4 triệu cho mã số 10 của ngày hôm nay. Quay một vòng cho mình xem, đây là sau lưng này đó. Rồi cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 của ngày hôm nay là còn được một cái nồi đồng. Hôm trước có một cái là giao lưu rồi, hôm nay còn cái nữa quay lên giới thiệu cùng cả nhà mình luôn ha. Một cái nồi, cái nồi đa số là mình thấy cái nồi này là bằng gang là nhiều ha, nhưng mà hôm nay có sưu tầm được còn được một cái nồi chất liệu bằng đồng. Đây cái nhà mình xem đây, chuẩn đồng luôn nha. Ở trong đây ha. Đó. Chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là gần 3 kg cho cả nhà mình xem ha. Nguyên một cái nồi đồng nha, nồi bằng đồng ha, chứ không phải là bằng gang đâu nha. Cái nồi này nồi gang thì mình nhìn thấy nhiều, nhưng mà nồi bằng đồng như vậy ít là có ha. 3 kg. Và bề ngang tổng thể đo tới qua là có khoảng là 25, còn lọt lòng là tầm khoảng 20. Chất liệu bằng đồng. Đây cái nhà mình xem đây. Nguyên một cái nồi đồng ha. Đó, để đây ha. Có giá giao lưu cả nhà mình 1.800.000 cho một cái nồi đồng mã số 11. Rồi mã số 12. 12 là có một cái chậu đồng. Đó, nồi đồng rồi cái chậu này bằng đồng. Rất là vang nha. Chậu này rất là vang ha. Đó. Ở dưới này là năm 1963 đây, cái nhà mình xem. Rất là dày. Bằng đồng ha. Tổng trọng lượng của cái chậu này là có khoảng là 2.2 kg, và đường kính là tầm khoảng là 26, và chiều cao là 7. Có giá giao lưu với cả nhà mình đó, một cái chậu như thế này rất là vang nha, 1.500.000 ha, rất là đẹp. 1963. Đây mã số, đây là mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là còn được một con ngựa kéo xe tiền tài tài lộc, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 4.2 kg. Bề ngang chiều dài đế là có khoảng là 26, phần thân trên là 26, chất liệu bằng đồng, chiều cao tổng thể là 22, và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này đó là 2 triệu đồng, bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. 2 triệu cho mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là một con cóc 3 chân, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 14. Ở cụ cốc 3 chân như thế này, nó tổng trọng lượng là 5 kg, chiều dài tổng thể là khoảng là 26, rồi chiều cao là 20, chất liệu bằng đồng. Cái giá giao lưu với mình cụ cốc 3 chân như thế này là 1.800.000, bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đây, để đây. Rồi đây là mã số 14. Rồi 15. 15 của ngày hôm nay là một cụ cốc cẩm vàng, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 6 kg cho cụ cốc này. Đó, cụ rất là to ha. Đây là mã số 15 có trong video ngày hôm nay nha, mã số 15, và tổng trọng lượng là khoảng 6 kg, chiều cao là tầm 20, rồi chiều dài là có khoảng là 22, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu cả nhà mình cụ như thế này là 1.900.000, anh em bao luôn phí ship toàn quốc. Đây là mã số 15. Rồi mã số 16. Mã số 16 của ngày hôm nay thì giới thiệu với cả nhà mình một tượng Phật rất là lớn nha. Thiên Thủ Thiên Nhãn, đây một tượng rất là lớn. Đây để em quay kỹ cho mình xem tượng này ha. Tượng này rất là ít có nha. Phía sau là nguyên một cái hào quang rất là lớn. Rồi ha. Rồi để em quay. Đây là mã số 16 có trong video ngày hôm nay nha. Đây là một tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn rất là lớn. Đây là mã số 16. Đây em quay xa cho mình xem hết cái tượng này nha. Tượng này rất là lớn. Đó, tượng này về trọng lượng á tầm khoảng là 32 kg, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 16 có trong video hôm nay. Đây là mã số 16.
và chiều cao của tượng. Đó, chiều cao của tượng rất là cao. Cao lên là gần 60 như cái này ha. Gần 60 62 luôn á, bề ngang. Bề ngang là 52, chất liệu bằng đồng. Một trong những sản phẩm cực kỳ đẹp nha. Đây là mã số 16 có trong video ngày hôm nay. Bỏ qua tượng này thì rất là tiếc nha, và tượng này rất là ít gặp ha. Tượng rất là lớn. Tượng này nặng 32 kg, và tượng này có giá giao luôn cả nhà mình là 25 triệu đồng. 25 triệu đồng cho mã số 16 có trong video ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 17. 17 thì bọn em giới thiệu với cả nhà mình còn được một cặp rồng nha. Một cặp rồng, rồng rất là to. Chất liệu bằng đồng. Cặp rồng này chất liệu bằng đồng ha, mã số 17. Mỗi một con là gần 18 kg. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay nha. Đây là mã số 17. Thì một cặp này thì mỗi một con tầng khoảng là 18 kg. Chiều cao là khoảng là 95 như cả nhà mình ha. Cặp rồng chất liệu bằng đồng xưa nha. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 54. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây. Cực kỳ đẹp ha. Và một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 25 triệu đồng. 25 triệu đồng cho mã số 17, cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em ha. Xin chào và hẹn gặp lại.